Hello, Hồng An chào cả nhà. Và Hồng An luôn chúc bà con cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con siêu phẩm quay A tem lửa 209. Và con xe này nói chung là một con siêu phẩm nha anh em ha, cho anh em mình chơi sưu tầm. Và xe này còn nguyên bản 100%. Thứ nhất là sơn trong dĩa còn, thứ hai là cặp vỏ còn, thứ ba là cặp chìa khóa còn. Nói chung là tất cả trên xe còn nguyên bản hết. Và xe này chạy đúng đồng hồ, không có tua, đúng 8.410 mấy cây anh em. Và chìa khóa đây anh em ha, một cặp chìa luôn nha anh em, cặp chìa khóa ha. Và mình sẽ quay rất là kỹ nha anh em, vì một chiếc xe đẹp mình phải quay từ cái cổ bô, cặp vỏ, sơn nhông dĩa. Xe này may mắn là sơn nhông dĩa và cặp vỏ vẫn còn, đâm ra cái chuẩn đồng hồ anh em dễ mình xem lắm nha anh em ha. Vì một con xe đẹp, xe chất, xe cọp thì phải căn cứ, thứ nhất là cặp vỏ phải còn. Và lỡ cặp vỏ đã thay thì hãy căn cứ vào sơn nhông dĩa, nó rất là chuẩn. Thứ ba là cổ bô đó. Và những cái phụ tùng, linh kiện trên xe, cái đoạn hao, cái độ hao mòn của chiếc vỏ, hoặc những cái linh kiện chẳng hạn như đồ cái đạp thắng, cần số, tất cả mình có thể là mình suy đoán được chiếc xe đúng chuẩn hay là đúng chất. Vì một con xe giá trị cao, xe chơi sưu tầm, mình phải đánh giá tất cả các chi tiết đi kèm theo chiếc xe nha anh em ha. Rồi mình sẽ đi từ từ, trước tiên là sơn nhông dĩa anh em. Xe này 8.000 mấy trăm cây. Xem anh em gì còn anh em ha. Xe sơn nè, này nghĩ là mới tăng một lần anh em ha, chưa tăng là mới tăng ta, chưa tăng luôn nha anh em. Xe đăng dĩa nè, còn anh em, KMC luôn anh em ha. Này, xe của nó nè, theo xe. Thứ nhất, thứ hai là cái vỏ anh em ha, 8.000 mấy cây nè anh em thấy chưa, để lâu nứt hết trơn anh em thấy không, rất là nguy hiểm nha anh em ha. Thật ra anh em thật sự là anh em mình cứ căn cứ vỏ theo xe mình đi, rất là nguy hiểm, nứt hết trơn anh em. Đi này mà đi nắng nóng mà nó xe đi đường xa nó rất dễ bị nổ lắm nha anh em, thật sự những cái vỏ theo xe rất là nguy hiểm, nứt hết trơn ha, găng cưa hết trơn anh em. À, rất là nguy hiểm, chạy nó phù ra anh em, cái vỏ của nó nè, tầng của nó nè anh em. Tầng thứ 29, 2009, à, vỏ 9.000, 8.000 mấy cây ha, à, chất vỏ nó, à, vỏ trước của nó nè anh em. Này, cũng nứt hết trơn, thấy chưa, thấy chưa anh em. Nứt rồi nha anh em ha, nứt rồi nha anh em, nứt ở đây luôn nè. Đừng bao giờ mà ham những cái vỏ theo xe anh em chạy nha, nhớ nha, mua để chạy gần gần chơi chơi thôi, chứ đi xa mà đi ngoài nắng ngoài nóng á, cái đường nhựa nó nóng á, nó dễ bị nổ lắm nha anh em. Tầng thứ 31, 209 anh em ha. Rồi đặc biệt là xe dán keo hết ha, kể cả cái phuộc. Hồng An gửi cho anh em xem nha, rất dễ cho anh em ha, không có bị gì hết nha anh em, rất dễ gỡ cho anh em ha. Keo áo, keo cũng vậy luôn, rất dễ gỡ nè. Gỡ ra là không có bị chóc gì hết nha anh em ha, nè. Gỡ được hết. Nhưng mà mình muốn để nguyên cho anh em mình xài anh em ha, rất là dễ gỡ nè. Gỡ ra liền, thấy không? Kéo ra nè, thấy không? Kéo ra hết nè. 209 em, tát phục. Thấy chưa? Dễ thấy. 9 năm ha. Rất đẹp, rất mới.
đi xe mới anh em ha, căm móc 7 màu. Đó. Siêu phẩm nha anh em ha. À, vỏ nè. Còn chấm hết anh em ha, nhưng mà nó bị nứt. Rất là nguy hiểm, đừng bao giờ ham những cái vỏ theo xe. Nứt hết luôn anh em ơi. Đâm ra Hồng An khuyên anh em mua những cái xe này về á, tốt nhất mình đi chạy chậm chậm thôi. Thứ hai là chạy gần gần thôi nha anh em ha. Đừng bao giờ mà đi đường quốc lộ hay đi đường nắng, đường nóng anh em. Cái nhựa đường nó nóng nó sẽ làm nổ, ảnh hưởng cái vỏ nó nổ, nguy hiểm lắm anh em ơi. À, đi gần thì được ha, uống cà phê, cà pháo mình chơi thì được. Cốt sơn. Nhiều khi anh em thích vỏ chứ không, anh chẳng thích đâu anh em. Nguy hiểm cho mình ha, rất là nguy hiểm. Khi anh em ở Sài Gòn họ rất là kỹ, quan trọng tính mạng lắm. Nhiều khi để lâu quá cái vỏ nó mềm nó lủng, để ra để vô nó nặng, khách hàng họ cũng đem đi thay vỏ thay ruột anh em. Tuy rằng xe chùm mền để nhà vậy đó, vì để lâu quá nó sẽ bị xì lốp, xì ruột, âm ra cứ đẩy ra để vô nó nặng nề thì người ta sẽ đem đi thay thôi. Thứ hai là cái vỏ nó cũng nứt nữa, thì những anh thợ họ thay vỏ họ sẽ nói là vỏ này sẽ hư, và đa số là thay hết ha. Anh em dùng ngoài thì mình thì nó khác hơn, cái suy nghĩ nó khác hơn ha, quan trọng cặp vỏ hơn. Còn riêng anh em Sài Gòn họ khác, họ mua xe là để giữ đẹp, quan trọng cái tính mạng của họ anh em, cái phương tiện của họ đi lại cho nó thoải mái, không có bị ràng buộc. Còn mình cứ quan trọng vỏ đi rất là nguy hiểm ha. Anh em nhìn cũng thấy rồi nha anh em ha, có theo xe nứt hết trơn rồi đó anh em. Anh em có dám đi đường lộ, đường xa không anh em? Rất là nguy hiểm. Giờ thật sự cho Hồng An thêm 5 triệu mà đi đường lộ, quốc lộ, đi xa xa về tỉnh, chẳng dám đi đâu. Không biết nó nổ hồi nào mình không hay anh em ha. Đi quốc lộ mà nổ là chết luôn anh em. Đi quốc lộ tốc độ cao mà nổ một cái thì má nhận không ra ha. Đặc biệt là cái vỏ trước nổ là rất nguy hiểm. Vỏ trước nổ là rất nguy hiểm anh em. Cái vỏ sau thì còn có thể sàn qua sàn lại được ha. Còn vỏ trước mà nổ là xem như là tiêu rồi. Không ai cứu nổi đâu anh em. Vỏ trước mà nổ là không ai cứu hết, cứu không nổi đâu. Dán keo anh em ha, keo dán hết chiếc xe. Cùng nút rất đẹp, kể cả bao tay luôn anh em ha. Tám ngàn 400 cây như mới luôn anh em ha. Tình bao tay nè, rút chút xíu ha, hơi rút nha. Nói chung xe đậu nó sẽ rút anh em ơi, tuy rằng không chạy nó vẫn rút nha anh em ha. Áo tem là như mới, không vết chày, không vết nứt luôn anh em. À, dán keo anh em ha, nè keo này lột dễ lắm nha anh em ha, nè kéo nhẹ cho anh em xem nha. Làm ra xe này anh em lột nhẹ nhàng luôn, ở nhà tự lột được rồi nha anh em ha, cầm máy sấy thôi. Đó, mình hơi nhẹ là lột được hết, không có chày tem chày gì hết nha anh em. Dán keo kính mít biên xe ha, từ trên xuống dưới luôn. Xe rất là đẹp, dán keo như vậy mà nó đẹp anh em, nó vàng vàng đẹp lắm. Anh em nhìn cái phuộc có dán keo nè, rất đẹp, nó vàng luôn anh em, ngã vàng ha, cái này trắng nè, đây có keo nó vàng nè. À, nhưng mà lột rất là nhanh ha, đùm nó vàng luôn. À, cứ để đi em, nó đẹp. Chứ khi nào mà cảm thấy nó lột khó thì mình gỡ ra mình dán lại. Còn mà thấy cảm thấy nó vàng vàng, nó cổ thì nó hay anh em ha, đừng có lột nó phí lắm. Vì lột ra nào cũng được hết, nhưng mà để nó vàng nó mới đẹp. Chứ lột ra nó mới tinh, nó trắng phiếu nhìn nó không được hay ha. Thì Hồng An thích là thích vàng vàng như vậy đó. Đặc trưng của một chiếc xe dán keo để lâu nó vàng nó mới đẹp, kể cả cái tem luôn, thấy không? Nó vàng vàng nữa cho nên tem này rất hiếm nha anh em ha, gọi là tem lửa anh em.
tên kiếm đó, là tên kiếm quay a tên kiếm là nó anh em, rất là hiếm có, đặc biệt lốc máy đen ha. Cái đời này máy là như máy Thái anh em, rất là chắc, nó giòn xanh lè, nó hơi dơ anh em ha, Hồng An cũng chẳng có rửa, đậu lâu rồi quét nhớt rồi thôi xong anh em, quét nhớt không anh em ha, xe đi chơi lâu mình quét nhớt đi anh em. Xu nè, như mới ha, của bô anh em, bô này 8.000 mấy trăm cây, rất là mới, tất cả đồ trên xe đó cái dấu cũng còn anh em, ký hiệu của lồng anh em 148 nè, gầm nó dơ anh em thấy không, lốc máy nè rất là mới. Theo su zin anh em ha, theo xe nè, cái chống nghiêng nè, hỏi kỹ họ bọc cái nhựa đó vàng khè luôn anh em, ở so nè, cốt chống đứng nè, đậu anh em, đậu xét nè, thấy không, xét nè, đậu đó, xe nhông dĩa đang thấy anh em ha. Nè, xe này còn dày lắm nha anh em, chưa có mòn anh em ha, găng nè, rất là dày ha anh em thấy không, cái găng nè đúng 8.000 mấy cây là chuẩn nha, còn nào mà đi cái găng nó mòn hết trơn á, nhông găng nó mòn hết trơn á là đi nhiều, đi 20 mấy ngàn 30 ngàn là cái nhông nó mòn, cái găng nó sẽ mòn đi anh em ha. À, sức thì rất là bót nữa chưa đó, mà anh em cầm sợ sức nó hở lui á là nó sẽ mòn nha anh em, mòn là đi nhiều ha, còn xe mà 8.000 cây thì cái sức nó như mới à. KMC luôn ha anh em ha, quay cho anh em hiểu luôn, thấy luôn. Bộ phần dưới nó nè, bảy màu, cao su các chân nè, bây giờ còn nguyên hết em ha, nguyên cung cung lê luôn, nhái đó, rất đẹp. Ti phục sơn còn phục như mới ha, không có chạy không có chóc anh em. Xe này nói chung là kỹ, rất là kỹ luôn, không có lỗi anh em ha, đầm phục đồ không có bị dợp, không bị bung nha, thì chiếc xe để lâu cái nó bị bung bị dợp, nó bị bung những cái lớp sơn anh em ha, riêng con xe này nè sơn phục kể cả phục luôn chưa có bị bung bung nhôm luôn, gấp cũng vậy luôn anh em ha, như mới. Lốc anh em, lốc nè, lốc không một tí dợp luôn anh em, không một miếng dợp luôn anh em ha, như mới. Cái lốc đen thui à, thấy không, không có dợp, không có bung luôn nha anh em, rất là đẹp. Phục nè, không một vết chày luôn. Xe này anh em mua về cứ dựng tiếp là như là xe cọp luôn anh em, hàng này độc quyền rồi ha. Nhiều con xe đẹp chứ nó vẫn bị lỗi ha, vẫn bị chày, vẫn bị dập sơn, bung phuộc, bung lốc. Riêng con xe này quá hoàn hảo ha, tuyệt phẩm luôn nha anh em, tuyệt phẩm luôn, nó đẹp, đẹp hoàn hảo luôn anh em ha, tức là đẹp hoàn hảo anh em. Nhiều chiếc xe đẹp thì vẫn đẹp nhưng mà vẫn bị lỗi, con xe này là không một lỗi luôn, không một điểm cho anh em nào để anh em chơi đâu anh em, không một điểm cho anh em chơi anh em ha. Ôi đẹp, đẹp, đẹp ha, đen mung luôn nha anh em. Đen mung luôn anh em ha, thùng xăng như mới, nhái cái cản là như mới luôn, hai đi chín tới giờ quá trời nè.
tầng thứ 8 hay là 9 để yên anh em. Dây yên zin, để yên zin. Này hộp luôn anh em, hộp không à. Thấy chưa, cái yên chưa có mòn, chưa có ai ngồi, chưa có bị nhăn luôn nha anh em ha. Xem đi anh em, quá đã. Xe này rảnh rảnh cứ lấy ra mình chùi, mình lao, mình nổ máy thôi, nghe đã lắm anh em ơi. Cái dòng quay A29 này máy nó như xe thùng, như xe Thái vậy đó, rất là chắc. Xe 8.000 cây anh em chạy thêm 5 năm nữa vẫn có lời ha. Dòng xe này hết hàng rồi anh em. Những con xe mà đi nhiều 30-40.000 cây hôm nay họ bán cũng tầm cả mười mấy 20 triệu rồi anh em ha. À, riêng con xe này anh em nghĩ đi, có 8.000 cây họ mang bán có 30 mấy triệu nha anh em, 30 mấy triệu ha, 3x. Anh em cứ muốn biết cái ý chính xác chuẩn nhất hay gọi cho Hồng An nha, để có cái giá chuẩn nhất. Xe này rút gốc 15 ngày, Hồng An cam kết anh em 15 ngày có hồ sơ gốc. Quá đẹp. Mà nổ máy lên em ha, nổ máy chơi lên cho cảm nhận cục máy, chứ là lâu quá rồi cũng chẳng có lấy ra nổ máy anh em. Đây, đẹp quá nè, thầy thắng già, quá mới luôn. Quá đẹp, long lanh luôn em ha. Đùm không có giật, không bung luôn nha anh em, đùm như mới luôn. Quá máy nó êm à. Quá trời à. Máy khỏi nghe luôn anh em, đường xấu lên anh em biết cảm nhận cục máy đang nổ anh em ha, vô sâu mới biết được anh em. Như mới luôn anh em, như mới luôn, nó rất là mới ha, kim tuyến còn luôn nha anh em, chưa có mì mờ đâu anh em ha, còn nó có lớp bóng dữ luôn anh em. Quá đẹp anh em. À. Thấy chưa anh em? Vô anh em. Vô đi kiếm anh em ha. Vô đi kiếm. Nói chung thì Hồng An chơi những con xe rất là, nói chung là dạng cọp tôi nói là nhiều lắm anh em ha. Những con xe đẹp thì chất Hồng An cũng thường xuyên mua về chia sẻ cho anh em ha. Thì anh em cũng đã theo dõi kênh Hồng An rất là lâu sẽ biết rồi anh em ha. Những con xe Hồng An chia sẻ cho anh em thì đa số là một dạng xe khá, đó là dạng xe đẹp, xe cọp. Những con xe chung chung Hồng An cũng có, nhưng mà quan trọng là cục máy ha. Máy Hồng An đã chia sẻ cho anh em thì khỏi có bàn về máy nha anh em, đừng có quan tâm về máy ha.
chỉ quan tâm về cái phần đẹp của chiếc xe thôi. Chưa nè, rất đẹp. Vì xe thành phố, cái chiếc xe cọp chúng tôi đó là còn nhiều lắm anh em. Nhưng mà được cái này nó mất cái kia. Nhiều khi anh em phải hiểu là xe thành phố, cái dân thành phố họ sử dụng xe nó khác, bảo quản khác, mỗi vùng nó bảo quản cách khác, chứ không có ai giống ai nha anh em. Thì khi xe thành phố đa số là cái vỏ cũng đa số là bị mất rất là nhiều ha, ít có ai mà còn bảo quản được cặp vỏ lắm. Rất là hy hữu họ mới sử dụng được, bảo quản được cặp vỏ đó anh em. Còn nguyên anh em ha. Quan trọng là anh em mua xe là chọn đúng, biết xem cái chiếc xe là chính anh em ha, chứ đừng có quan trọng hình thức bên vỏ bên ngoài hay cái gì đó. Mà quan trọng nhất là phải sơn nhông dĩa là phải còn, hoặc cái chiếc xe là phải đúng chuẩn đúng chất thì mới gọi là một cái xe để cho anh em mình chơi sưu tầm, mua sưu tầm. Chứ thật sự anh em mà không có kiến thức mua xe á, cứ căn cứ vô cặp vỏ là anh em dễ bị ăn bơm lắm nha anh em ha. Cặp vỏ có thể mua được nha anh em, không ăn nói mãi thôi. Cặp vỏ có thể săn lùng trên những cái kênh, những cái trang mạng, những cái hội nhóm đều có bán vỏ hết. Mua là có thể gắn được ha. Một cái chiếc xe mà không biết xem á, thì coi như là gắn vỏ vô theo xe cũng như không. Còn những cái xe mà đúng chuẩn đúng chức, anh em nhìn những cái chi tiết chức nền, Hồng An thường xuyên chia sẻ cho anh em, chẳng hạn như cần số nè, đạp thắng nè, cổ bô nè, mạch máu trái tim nè, hay những cái phụ kiện chìa khóa hay những cái bao tay, những cái phụ kiện anh em nhìn sơ chiếc xe, tổng thể chiếc xe anh em đánh giá được là một con xe đúng là một con xe chuẩn xe chất thì anh em cứ mua. Chứ còn cặp vỏ chẳng qua là một cái hình thức để mình biết được nó là xe này sử dụng kỹ hay sao thôi, cũng chưa có chắc chắn là cặp vỏ theo xe là đúng là theo xe ha. Khi cặp vỏ họ mua ngoài chợ hoặc những cái diễn đàn họ mua gắn vô cũng được, rất là bình thường ha. Mà tốt nhất là phải sơn nhông dĩa là phải còn, thì sơn nhông dĩa rất có ai mà bán ở thị trường lắm anh em. Khi họ đã thay ra là đã dục rồi, không thể nào mua được một chiếc xe mà cọp là phải sơn nhông dĩa là phải còn theo xe thì mới gọi là một con xe đúng chuẩn đúng chức, mình đánh giá được cái chức xe đi nhiều đi ít. Còn ngoài ra mức sơn nhông dĩa thì coi như là mình cũng khó phán đoán lắm nha anh em ha. Còn vỏ thì có thể mình mua được, thay thế được ha. Thì do mỗi người mỗi cách nhận định thôi anh em. Con xe nó nguyên bản hoàn hảo, anh em nhìn nó đã lắm ha. Từ cái chống đứng, chống nghiêng, cái chiếc xe, mạch máu trái tim đó. Chiếc xe nè, chống nghiêng, chống đứng nè, cao su nè, chưa mòn nè, đường số nè, chưa mòn nè, cao su sao nè, còn đẹp nè. Thì những cái chi tiết đó cũng có thể khẳng định được rồi nha anh em ha. Nếu mà xe này mức sơn nhông dĩa mình cũng có thể phán đoán được, cái xe đi dài ngàn cây cũng có thể nhìn được. Cổ bô nữa anh em. Không, ngoại trừ mức sơn nhông dĩa đi, mức vỏ đi, mình cũng có thể phán đoán được là một con xe đẹp. Quá đẹp. Vỏ đâu ha. Quá đã anh em ơi. Bật bô anh em ha. Quá ok. Quá ok. Xe này không một lỗi luôn anh em, không có một lỗi nào cho anh em chơi nha. Riêng con xe này Hồng An bán cho anh em là không một lỗi nào cho anh em chơi.
chứ nhiều chiếc xe cũng có lỗi nha anh em, thật sự là những con xe đều có lỗi hết. Mà riêng Hồng Mang may mắn là con xe này không có một lỗi nào cho anh em mình để mình chơi đâu. Thậm ra anh em mua về là chỉ có là anh em họ súng nha, họ xem là không có một cái ý kiến ý cò trong chiếc xe hết nha anh em ha. Đúng chuẩn đúng chất, 100% là nguyên bản hết. Rồi ok, cặp te của nó anh em, cặp te nè, để nguyên luôn ha, không có rửa anh em. Hai đây chính nè, đẹp. Rồi số điện thoại Zalo anh em ha, anh em nào muốn biết cái giá chính xác hay cách Zalo nhắn tin địa chỉ anh em. Con xe này là 3X anh em ha, còn ít lớn ít nhỏ anh em kết Zalo nhắn tin, còn mình sẽ cho cái giá ít chính xác nhất chiếc xe này ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip hôm nay nha, bye bye.